Hello, xin chào nha, xin chào tất cả mọi người nha, xin chào tất cả bà con nha. Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Đào Hoa mình nhé, kênh Phạm Nhà Cả Cà Phê Tiêu Hàng Ngày ha. Hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2020, mình là Đào Hoa. Chúc mọi người một ngày mới gặp nhiều điều tốt lành nha. Hôm nay mình sẽ quay trở lại quay Nhà Cả Cà Phê giá tiêu ngày hôm nay cho bà con, cho mọi người xem tiền lương theo dõi buôn bán nhé. Hôm nay thì giá cả tại hai sàn London và New York có tăng nhẹ, rất là mừng cho bà con ha. Sau hai ba bốn phiên giảm thì hôm nay lại quay đầu tăng mọi người nhé. Bây giờ mình mời mọi người theo mình để theo dõi bảng giá cà phê sàn London và New York, xem thử nó tăng bao nhiêu. Sau đó mình phạt các bảng giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên và bảng giá tiêu tại các tỉnh để mọi người tham khảo tiện đường mua bán nhé. Xin chào tất cả bà con, đây là bảng giá cà phê sàn London hôm nay có đảo chiều tăng nhẹ mọi người nhé. Chốt phiên giao dịch ngày hôm nay ngày 18 tháng 6 năm 2020, sàn London có dương nhẹ, cụ thể là kỳ hàng giao tháng 7 thì dương lên 2 đô lên 1.150 USD trên tấn. Kỳ hàng giao tháng 9 thì dương 5 đô lên 1.182 USD trên tấn. Kỳ hàng giao tháng 11 thì dương 4 đô. Kỳ hàng giao tháng 1 năm 2021 thì dương 5 đô mọi người nha. Chủ phí giao dịch ngày hôm nay ngày 18 tháng 6 năm 2020, sàn cà phê Arabica với chè có tăng mọi người nha. Cụ thể là kỳ hàng giao tháng 7 thì tăng lên 2.60 sen lên 96.25 sen trên bao. Kỳ hàng giao tháng 9 thì tăng lên 2.55 sen lên 98.15 sen trên bao. Kỳ hàng giao tháng 12 thì dương 2.50 sen. Kỳ hàng giao tháng 3 năm 2021 thì dương 2.45 sen mọi người nhé. Vậy là hôm nay cả hai sàn London và New York đều tăng mọi người nhé, rất là mừng cho bà con hả. Bây giờ mình sẽ đi quay bảng giá cà phê thực tế tại các tỉnh Tây Nguyên, xem thử là mua lên bao nhiêu để cho bà con, cho mọi người tiện đường theo dõi tham khảo nhé. Sau đây là bảng giá tiêu số các tỉnh ngày hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2020. Sau đây là bảng giá cà phê giá tiêu tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Đắk Lắk ngày hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2020.